đâu xa dữ vậy, tôi đứng đây nè. Trời ơi. Mày nói chứ. Em bị quá khích. Rồi, cho anh mặc cà phao vào nha. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Anh tên gì ạ? À, tôi là huấn luyện viên của Tâm Thường. À, chào các bạn. Anh Thường. À, mình Tâm Thường. À, anh Thường. Thường, dạ. Em là Tiến Luật, còn đây là Kiều Minh Tuấn. Dạ. À, hai anh thì tôi biết quá rồi mà. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ mặc áo phao vào. Dạ. Trước khi mặc áo phao xong cho tôi kiểm tra lại là áo phao đeo bảnh bảo chưa. Dạ. À, em nghĩ anh lấy cái to hơn đi. Vậy hả? À, cái này là... à, tại vì em mập á chứ không có ốm. Cho nên là em không anh có... tại anh be. Không có be em được. Dày người. Em đừng rồi. Cố thể hiện mình là gọi là sầu riêng dày cơm. Ok. Đây. Em có bị say sóng không? Không kìa. À. Còn anh là hơi có nhẹ một cái. Ủa chứ cha, anh bị say sóng hả? Anh bị say sóng mà. Vậy thôi, tao đi đường bộ đi. Đường bộ sao ra được tới chỗ đó, thôi kệ. Say thì say nhưng mà miễn đẹp là được. Ây da, hơi chồng chền nhẹ rồi đó. Ôi trời. Chừng hỏi nghe anh ngồi xa em xíu nghe. Anh nghĩ là nếu mà mình say anh sống, lái luôn hả? Say sóng mình lái nó sẽ không có say, hiểu không? Đứng luôn ngựa bà cũng mệt quá. Dân biển kỳ không anh? Em sợ. Đừng hỏi nha. Đang vui đó. Không hỏi nha. Yên tâm, anh sẽ cố gắng. Nếu mà uống thuốc tay sống vô thì chắc chắn là thuốc chưa kịp ngấm thì các bạn cũng đã ói rồi. Cho nên tốt nhất khỏi uống luôn đi. Để nói cho tự nhiên. Hết 5 phút thì nó dài. Tôi đâu biết cuộc đời, tôi thấy 5 phút, 7 phút trôi qua nó dài. Từ nãy giờ tôi nhìn đồng hồ, tôi mới thấy có 3 phút rồi đó các bạn. Đó, tôi sẽ đặt tả người đàn ông chuẩn bị ói nè. Anh để nghiêng hồi tí nữa ói phun mẹ lên nó mới đẹp nè. Em đừng có nói, em đâu hồi nấu em mất ói, em mất. Cái dòng mà mất ói mà cứ nhắc hoài là ói thiệt á. Không bao giờ. Đẹp quá. Nói chung là tôi mà say sóng, nhưng mà tôi say sóng kiểu sĩ diện á. À. Ở trên đào này rất là đông, các bạn nữ ngồi kế bên mà đâu thể nào làm mất cái vẻ soái ca của mình được. Dạ. Em đừng có cận sát vô miệng anh quá tức. Thì tại anh nói anh hứa làm sói ca thì em tặng cận cho mọi người thấy được. Thôi nhớ hứa nghe nhăn cho người em đi. Anh đang mệt thì em chẳng thích hoài luôn tức. Em giữ cho anh nói thiệt mà. Sao vậy? Nói cho khỏe. Nói cho khỏe. À, mệt thiệt á. Dạ xin hỏi trong đồ mình có ai tên Huệ không ạ? Mọi người thôi, cho tôi lên trước đi, tôi lên trước. Ôi, ói thiệt rồi. Tiến Luật sẽ ói.